Imperial Mugler Pumor. Và đây là một trong những chai nước hoa có vai mùi rượu. Vâng, chính xác, đó là rượu whisky. Và nếu như bạn đang rất khó khăn trong cái công việc tìm kiếm phiên bản này, tại vì bây giờ giá lên mua thì cũng khó hơn, chủ yếu là toàn là hàng kiểu anh em chơi, thỉnh thoảng lọt một vài con về Việt Nam thôi. Nhưng mà tôi sẽ giới thiệu cho anh em một con clone mà đánh giá của tôi nó còn ngon hơn cả phiên bản gốc, đó chính là Postmore của Fragrant World. Yeah! Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau xem tại sao mình lại nói như vậy nhá. Trước tiên thì tôi rất mong các bạn có thể dành một chút thời gian nào đó để xem lại cái video mình đã từng review em Pumore của Thierry Mugler Clyde Amen này. Làm ơn hãy xem review những phiên bản gốc. Tại vì trong cái thời gian gần đây mọi người đổ xô đi mua nước hoa rất là nhiều chuẩn bị cho mùa đông. Và mình thấy rằng là những cái video như kiểu con Alexandria Gaia X chẳng hạn, nhiều người mua về xong rồi phàn nàn là nó chả tỏa mấy. Trong khi mọi người chưa xem review phiên bản gốc. Thì nếu như mọi người đã xem review phiên bản gốc thì mọi người phải hiểu bản chất của phiên bản gốc nó như thế nào. Thế là mọi người cứ lên hỏi, ui tại sao con này em chả thấy tỏa gì cả. Đó, thế là làm ơn trước khi xem clone một con nào thì hãy xem phiên bản gốc. Please, làm ơn. Video về con này thì tôi đã làm khá lâu rồi. Tôi còn nhớ không nhầm thì trong cái video tôi phỏng vấn bạn Jolin từ những năm 2020 thì tôi có mang con này ra và bạn ấy bảo là bạn ấy không thích tại vì mùi hơi già. Nhưng mà con này thì đúng là dành cho những anh em nào có cái xu hướng tìm những cái vai mùi rượu trưởng thành, đĩnh đạc. Thì đây là một trong những con như vậy, bám tỏa rất là ổn. Cái line Amen này thì mình muốn nói qua đó là nó có một cái signature, đó chính là cái việc làm caramel cháy ngọt ở phần ban đầu. Gần như người con nào phần top note nó cũng có cái nét na ná nhau. Nhưng mà khi mà dry down ở trên da thì mỗi con nó ra một cái hơi hướng khác nhau, tùy vào cái việc là họ sử dụng những cái nốt hương nào làm chính. Thì đây cũng là một cái DNA mà tôi đã được trải nghiệm qua khá nhiều những cái bộ sưu tập khác nhau. Thì trong bộ sưu tập Amen này của Thierry Mugler tôi nhận ra cái DNA như vậy. Và chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật chính trong ngày hôm nay, đó chính là Postmore của Fragrant World. Thì đây là một trong những nhà nước hoa cũng đang khá nổi ở bên nước ngoài. Và trước đây thì có nhiều người đã bảo tôi review cái chai Jack of Club, là một cái con clone của Lani the Gnome. Tôi cũng đã thử con đấy rồi, cũng ngon đấy. Nhưng thôi dành video nói sau nhá. Thì hôm nay sẽ nói về con này. Thì các bạn có thể nhìn thấy có một cái thiết kế chai thì cũng khá là đơn giản thôi. Nắp thì nó làm gợi nhớ một chút đến nắp của YSL. Còn cái phần chai thì tôi thấy cũng khá là nhiều. Hai bên này thì nó bọc, không phải là bọc mà nó dán một cái lớp sần để cho các bạn có cảm giác cầm nắm nó có độ ma sát hơn. Chai nước hoa này thì cá nhân tôi nhìn thấy cái dui ở đây nó có phần hơi đục một tí. Không biết là do cái chai chiết ở bên bờ lăng có vấn đề hay không, hay là chỉ có riêng chai này thôi. Nhưng mà cái riêng chai này tôi nhìn nó bị hơi đục so với bình thường. Và cái dui này thì cũng là một cái dui màu kiểu nước trà đá. Đấy. Về cái phần thiết kế nó là như vậy. Còn về phần vòi xịt thì tôi sẽ xịt ở đây cho bạn xem. Đó, vòi xịt thì chắc là cũng được còn tầm 6 đến 7 điểm. Nó không quá mạnh, nó cũng không quá mượt, nhưng mà cái độ tỏa của nó thì khá là ổn. À, về phần thiết kế thì thôi cũng chả có gì nói quá nhiều. Vòi xịt thì ok ở trong tầm giá. Cái thứ hai đó chính là về tầm giá của nó. Ui, tầm giá con này rẻ vãi. Đâu đó mấy trăm nghìn thôi là các bạn có thể mua được một chai 100ml như này. Hộp thì tôi nhớ là hình như hộp con này, à đây. À đâu, đây là con Caramel Macchiato. Tôi không nhớ là, hình như tôi vứt hộp con này đi rồi. Tôi không nhớ là hộp của nó là hộp giấy cứng cáp hay là những cái hộp kiểu làm nhỏ nhỏ bọc ni lông. Thì tôi sẽ tìm hình và tôi sẽ bảo editor để đây cho các bạn nhé. Về cái phần mùi hương thì các bạn sẽ rất là quan tâm. Đó là hai cái mùi hương này nó giống nhau và nó giống nhau như thế nào. Và lý do vì sao mà mình lại nói rằng là ở phiên bản Postmore này nó ngon hơn phiên bản gốc. Xin các bạn vừa mới xịt chai nước hoa này ra thì cái cảm giác cay nồng nó ập vào mũi, ấm nữa. Và các bạn sẽ nghĩ ngay đây là một chai nước hoa chỉ sử dụng vào buổi tối thôi và vào những ngày trời lạnh. Và cụ thể thì cái nét cay nồng của nó đến từ gia vị gỗ. Và ở đây thì các bạn sẽ nhận thấy cái nét ngọt kiểu hơi hướng kiểu lúa mạch, mạch nha xuất hiện. Hoặc là dễ hình dung hơn thì các bạn cứ nghĩ tới những cái loại rượu whisky. Ngày xưa thì tôi nhớ có một loại kiểu
Johnny Walker mà hay uống ở trên những cái club ấy, nó có combo đi cùng với hoa quả kia các thứ, đâu đó combo đấy 2 triệu ấy, thì các bạn cứ hình dung là các bạn sẽ rót cái ly whisky đấy, à rót cái loại rượu đấy ra những cái ly, và sau đó các bạn cho thêm những cái chất tạo ngọt, thí dụ như kiểu mật ong, thí dụ như kiểu mạch nha, để làm giảm cái nét của cồn. Thì ở cái chai nước hoa này nó rất giống như vậy đấy, là cái nét ngọt vào nó để hãm. Nhưng cái khác biệt ở đây đó chính là ở phiên bản Pumor này thì các bạn sẽ nhận thấy cái nét caramel cháy lên rõ rệt hơn, và nó sẽ làm cho các bạn cảm thấy nịnh mũi hơn. Còn đối với phiên bản Postmore này thì tôi có cảm giác là cái bay rượu cay nồng gia vị nó nhiều hơn cái nét ngọt của mật ong, của mạch nha ở trong này. Thế nên là riêng cái phần top note ấy, thì tôi đánh giá cái phiên bản Postmore này nó có phần nam tính hơn, trưởng thành hơn, và đồng nghĩa với việc là nó cũng sẽ bị già hơn. Nhưng mà dù gì thì bây giờ chai nước hoa này vẫn khó mua, nên là đây là một lựa chọn ok. Ở cái khoảng giữa của cái mùi hương này thì các bạn sẽ nhận thấy cái gia vị nó dịu xuống, cái nét của lúa mạch, mạch nha, những cái thứ nó sẽ xuất hiện theo cái hơi hướng là ông nào mà kiểu hay uống bia ấy, hoặc là hay uống những loại rượu ấy, thì lúc mà các bạn hà hơi ra nó có một cái mùi hơi lờ lợ, hơi kiểu lên men, kiểu những cái loại những cái chất làm chua, những cái chất men của bia ấy, thì con này nó lên đúng được cái vai như thế nhá. Nếu mà kiểu hay đi nhậu thì các ông sẽ nhận thấy cái nét đó mix cùng với cái nét ngọt, và phải nói rằng là nó ra cái hiệu ứng của whisky đọng lại ở trên miệng hoặc là ở trên môi lâu dần, nó bay đi cái nét cồn, thì các bạn sẽ nhận thấy nó có sự tương đồng khá là rõ rệt. Đây là một cái mà mình khá là thích, và lúc này thì nó cũng có phần khá là giống so với Pumor của Thierry Mugler. Và cuối cùng ở trên da thì nó cũng là một cái điều thú vị nữa, tại vì tôi thấy mùi hương này nó biến chuyển khá là nhiều lớp lang. Top note gia vị rõ rệt, ở khoảng giữa thì cân bằng hơn, dry down thì các bạn sẽ nhận thấy cái nét của vanilla. Nhưng mà vanilla ở đây nó sưởi ở trên cái nền của gia vị ấm nóng, nên là vanilla nó không bị quá khô và nó có một cái độ sánh. Nó giống như kiểu khi các bạn rót những cái rượu ra những cái ly thủy tinh mà các bạn nhìn thấy một cái độ sánh nhớt kiểu nhiều kiểu, hoặc là những cái chai nước hoa mà nhiều tinh dầu ấy, nó có một cái độ nhớt bám ở trên những cái thành ly ấy, thì con này khi mà các bạn xịt ra nó có một cái độ đặc sánh kết hợp cùng vani, nó làm cho cái mùi hương nó không bị quá chán, không bị quá dễ đoán. Và phải nói rằng con này hôm tôi xịt từ sáng đến tối tôi đi đá bóng ở trên tay, trên mu bàn tay nhá, là cái nơi mà tôi cũng thường xuyên rửa tay các thứ, thì tôi vẫn nhận thấy mùi hương của nó cực kỳ rõ rệt. Và lúc xịt đá bóng xong kiểu mấy anh em cũng bảo thơm, lúc ấy tôi ngửi, càng ngửi về sau dry down càng cuốn. Thì đấy là một cái điểm cộng cực kỳ lớn của Postmore này, một trong những chai nước hoa mà tôi quá ấn tượng về thương hiệu này luôn. Đợt tới thì sẽ làm thêm vài con trong cái bộ coffee nữa, thì cũng hy vọng rằng là nó sẽ có những cái ấn tượng tốt được như con này. Cái điểm tiếp theo mà tôi rất thích ở Postmore đó chính là cái việc hiệu năng của nó. Chai nước hoa này nó có một cái độ tỏa đâu đó tầm hơn nửa cánh tay một tí thôi, nhưng nó lưu rất lâu ở trên da, và nó cũng duy trì cái độ tỏa này đâu đó khoảng tầm 3 đến 4 tiếng. Vào những ngày thời tiết nắng mà các bạn xịt từ buổi sáng đến buổi trưa, các bạn đi ra ngoài trời thì các bạn vẫn sẽ thấy mùi hương nó tỏa rất tốt. Chỉ cần đi lại vung tay theo quán tính thôi thì mình đảm bảo các bạn vẫn sẽ ngửi thấy mùi hương này. Và mùi hương này nếu như mà những ngày quá nóng ấy, thì mình cũng khuyên là các bạn không nên xịt ở cái phần trước ngực, tại vì nó sẽ tỏa lên rất tốt. Còn về cái độ lưu con này tôi tính trung bình làng nhàng best cũng phải tầm 8 tiếng ở trên da. Đấy, nếu như không nói là 10 tiếng, tại vì hôm nó test là từ 8 giờ sáng. Tôi nói với các bạn nhiều đó là tôi test nước hoa tôi chỉ test sáng sớm thôi. Nhưng mà đến buổi chiều đi đá bóng tối 7 giờ bóng lăn đến tầm 7 rưỡi đấu đá, tôi vẫn thấy mùi nó tỏa tốt. Cũng có thể là do một phần nhiệt độ nữa, chạy nhiều nên là nhiệt độ cơ thể tăng cao làm cho mùi hương nó sẽ tỏa tốt hơn. Nhưng mà con này bám tỏa tốt, mùi hay, chỉ có một điều là nó sẽ hơi kén mũi thôi. Nên là với những người mà mới dùng nước hoa thì mình cũng khuyên là các bạn nên cân nhắc cái nốt hương gia vị gỗ ở trong này, nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng thuốc bắc khá nhiều. Với những người mà kiểu không quen uống những cái loại rượu Tây hoặc là chưa tiếp xúc với những loại rượu Tây quá nhiều thì khuyến khích là các bạn nên đi thử, hoặc là nên mua chiết hoặc vial thôi, tránh blind buy kiểu full chai trong rồi lại tiếc tiền. Mặc dù là giá thành của nó thì cũng đã rất là rẻ rồi, nhưng mà để an toàn chắc cú, tiết kiệm đồng tiền của các bạn thì các bạn vẫn nên mua chiết. Mình nghĩ đấy là tốt nhất. Vậy thì mùi hương này nó sẽ phù hợp với phong cách nào? Có lẽ rằng là tôi nghĩ nó sẽ cực kỳ hợp với những cái buổi mà các bạn đi gặp những đối tác,
Đấy, vào buổi tối hoặc là buổi trưa cái thứ các bạn gặp đối tác, các bạn ăn mặc nó lịch sự, theo cái hơi hướng châu Âu, quần tây, áo sơ mi, khoác ngoài một chiếc blazer, hoặc là các bạn đóng cả bộ luôn cũng được. Thì đây là một trong những con mà có thể tạo được cái niềm tin, cái sự tin tưởng và uy tín dành cho các bạn. Tại vì cái vibe mùi này tôi ngửi là chắc là nó phải tầm đâu đó tầm ngoài 25 thì các bạn mặc các bạn mới thấy nó hay ho. Mặc dù dry down của nó thì cũng có phần trẻ hơn so với phần top note, nhưng mà vẫn khuyên là ở tầm tuổi đấy. Và con này thì tôi nghĩ rằng là sẽ cực kỳ phù hợp với những bạn nào đang là fan của Fumor, của 3D Mugler. Các bạn hoàn toàn có thể mua và có thể thử trải nghiệm xem cái phần top note của nó liệu nó có hay ho hơn cái phiên bản Fumor của 3D Mugler hay không nhá. Còn về phong cách ăn mặc thì đấy, cứ tầm đấy, độ thời tiết thì tôi nghĩ là cứ lanh quanh tầm 25 độ quay đầu đến khoảng tầm 15 độ các bạn xịt con này nó vẫn rất rất ổn. Lạnh nữa thì các bạn có thể tăng cái liều lượng xịt lên. Và đây là một trong những con mà tôi cực kỳ ấn tượng của nhà Fragrant World trong cái thời gian mà tôi thử được mấy con. Có cả caramel, có cả macchiato, caramel macchiato ở đây. Nhưng con này thì đối với tôi nó hơi quá ngọt và thời tiết Hà Nội nó chưa đủ nhiệt độ xuống sâu để có thể cảm nhận được cái hay. Nhưng mà với đây chỉ là một trong những con cực kỳ hay. Không biết là các bạn đã từng thử qua Fosmore của Fragrant World chưa, thì rất mong các bạn có thể feedback, hoặc là các bạn biết những con nào hay của nhà này thì các bạn cũng có thể để lại bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.